Vợ chồng Hồng xin chào cô chú bác anh chị em đến với kênh Hồng 84.1 Hồng rất là vui. Trong clip tối hôm nay hai vợ chồng tiếp tục đi thăm gặp bãi chuột. Hồng xin mời tất cả cùng theo dõi nha và trải nghiệm cùng với hai vợ chồng Hồng nha. Cuộc sống mưu sinh săn bắt chuột về đêm mọi người ơi. Đây cũng vì hoàn cảnh Hồng phải cố gắng làm thôi. Thôi Hồng chúc tất cả mọi người xem clip vui vẻ nha. Rồi xuất phát thôi mọi người. Gì vậy? Gì cười? Đèn VIP hàng xịn, đèn đôi đầu xài cục dự phòng, xài đi sáng đêm đâu có hết pin. Có hàng một em chục cơm. Đồng đó nó nhẹ lắm em, dễ bung lắm. Một em đầu tiên. Chục vàng siêu to. Gì à? Lòng nó nhẹ lắm. Nó dễ bật lắm, nó nhảy. Để cao lên chút xíu. Này trời ra gió mát. Đút vô nhẹ nhàng thôi. Nặng tay quá nó bật nó đó. Đó ha. Nói rồi. Không tin. Cãi thầy núi đè. Phải không? Cãi thầy núi đè chứ còn gì nữa. Đồng này cắt chiều. Cái miếng đất này cái chút ép à. Bẫy xung quanh đất này luôn, một đất này tầm công đất. Bẫy kích. Này bẫy chênh lệch nhau luôn nè. Không có hả? Có không? Không luôn hả? Kỳ vậy? Thầm gần cái chục cái mới được con à. Hả? Con heo á, nhung từ từ nha. Cầm chốt nó đi. Quá đã luôn rồi, cái nhà. Bự không em? Bự. Bự. Bự ok, ngon lành này. Đâu, để xuống, để xuống. Để cái nhà. Con nhung siêu to cái nhà ơi. Quá đã luôn rồi. Một con tầm 7 lạng đây em. 7 lạng dư sức luôn rồi. Đem về hả? Hả? Thì giờ anh đợi đem về đi. Đem về hả? Nè. Ngập này. Đem về qua em cột cho. Ngập này là ok rồi. Có chút. Dạ. Mà mình phải cột thêm để cho nó an toàn. Này bệnh nó bị cảm thôi. Ngon thật thật.
Rồi, chiều mà không mua thuốc uống em. Uống hoài cũng vậy. Uống hoài cũng vậy hả? Đâu có mặt hết hồn đâu. Chuột mới khè chút xíu rồi quảng hồn. Giật mình á. Wow. Làm giật mình phải không? Hung dữ quá. Bức giỡn đi cưng ơi. Về nhà anh đi. Nhà anh xả ớt nhiều lắm. Đập. Ô em ơi. Nè. Dính liên tục. Nè nè nè. Dính liên tục luôn nè. Nè. Gần nhau luôn nè. Ba con nè. Đổ chỗ luôn em. Bảy tình hình này là bảy quỷ gì kìa. Này gần nhau ba cái gặp dính ba em. Để đó đi em, đổ chứ để tí anh đập. Em bé. Ô, gặp bên này bê tông rồi nè. Gặp này bê tông bật rồi. Chục mồi á. Đây gần nhà chó nó sủa ầm ĩ. Trời sao cứ gặp này cũng bị tông luôn nè em. Không hiểu lý do nè. Hả? Đó dính quá. Đổ đi. Chụp chạy tông đít luôn. Trời quá đã. Cái này bật luôn nè, bị tông bật nó kìa. Kỳ á. Cái này không dính. Mà con ốc nó bò vô. Ốc này cũng toái số lắm à. Có hàng này em ơi. Đây nó này. Gặp này gặp con nhum. Chưa có hàng. Hy vọng sáng nay sẽ dính. Đây còn luôn. Đây bà xã ơi.
một em chục mồi bà xã. Có hàng bà xã ơi, trời vô cái lùm bình bát này ngay động mũi luôn rồi, trong lùm nó âm u tối hù à. Đây con thịt vàng đây, đưa vào đây. Nó dính con trước mặt em kìa. Từ từ nó cung dính em. Rồi ngay động mũi luôn, quá mũi. Trên đây con nó kìa. Đây, nó đây. Chuột gắn. Đưa cái đó cho anh. Gài xong đi, anh đặt bên đây. Nè, trao đổi. Ừ, đặt ngay chỗ cổ đó đi. Dính rồi em ơi. Rồi cái này dính. Còn cái này nó bị bật cái này. Chuột chạy tung luôn rồi. Con nó to rồi. Trời, cái này bật ổn ghê ta. Rồi cái nhà. Thì cái nhà nhìn nè. Quá trời mũi luôn đó cái nhà ơi. Chuột chạy phải không? Chuột chạy gỡn luôn á, ngốc luôn. Thì bột xăng này là nhiều em ơi. Đi cầm cột nó. Ngay động mũi. Lùm bình bát này. Quá trời là mũi. Con ếch này. Ếch. Kệ nó đi. Còn cái chuột chạy trứng kìa. Rồi nó chạy kìa em. Cái chuột chạy nhìn thấy đã ghê đó. Trời. Cái gì mà chạy. Cái gì mà chạy nghe lớn vậy trời. Công nhân nó chạy. Đi theo anh em. Đỡ lúng bùng. Rồi cái này chuột chạy tung bật luôn rồi. Rồi em chuột vàng siêu to. Có hàng bà xã ơi. Rồi bà xã ơi, chuột ở đây chạy đầy luôn bà xã. Chuột chạy tới mê luôn em ơi.
cái. Ôi ơi, nghẹt luôn em ơi. Em lẹ đi, chuột nó chạy đầy luôn mà đây hết gặp rồi, còn con cái này. Chuột tối nay bự bự không à? Chuột vàng. Tôi ba đây cái nhà ơi, chập đầu hôm hai vợ chồng Hồng tối nay được nhiêu đây cả nhà, tối nay tầm 3 kg cả nhà ơi, tối nay hơi đỡ đỡ cả nhà. Đây một em nhum siêu to này, thì còn chập buổi sáng nữa cả nhà, chập buổi sáng thì Hồng đi một mình nha cả nhà. Chụp mồi một con nó ngủm em, nó ngủ rồi. Ngủ thì dễ thương hơn, ngủ một giấc này thiên thu luôn rồi. Này, to to, con nào con lấy cho bá này, quá ngon luôn rồi, chuột vàng thôi. Hồng xin chào cô chú bác chị em buổi sáng nha, vui vẻ. Hồng đi cũng gặp đây, đây cái đầu tiên có hàng này. Mở hàng cái đầu tiên. Chuột quất. Một em thứ hai. Siêu to. Trời ơi, gặp con nhum dính chuột bé tí. Một em siêu mini. Đây cũng một em siêu mini luôn. Đây, tiếp tục một em. Hai em ở nhà ơi, gặp này gặp cống nhum dính, hai em chụp cơm đây, hai em chụp vàng. Có hàng ô, hai con gần nhau cả nhà ơi. Đây
tiếp tục có hàng. Ồ, con siêu to. Tiếp tục có hàng đây. Cái này chất quất. Cái trên thì dính. Một em siêu vàng. Một em vàng đây. Tiếp tục một em siêu to. Đây, lúng bùng khó đi quá. Tuyệt vời. Ồ, có hàng này. Cái gặp lùng. Ồ, tiếp tục cái nhài. Ồ, có hàng nữa. Đây cả nhà. Ồ, có hàng nữa cả nhà ơi. Đây cả nhà. Dính xì luôn cả nhà. Hai cái gần nhau đây. Ồ, dính nữa cả nhà ơi. Ba cái gần nhau cả nhà. Em siêu to nữa đây. Mình dính nước cả nhà. Tiếp tục cả nhà ơi. Đây nó đây. Bốn cái gần nhau. Quá sướng luôn rồi. Đây cả nhà. Bốn em gần nhau. Còn ở trong lùm này mấy cái nữa cả nhà ơi. Như 4-5 cái nữa. Lùm bình bát. Ồ, cái này chơi quất. Chơi quất luôn. Nó có hàng. Gặp bự đây. Gặp con nhum dính chục cơm.
tiếp tục có hàng một em bé siêu mini. Siêu mini. Ơi, còn cái cuối cùng. Cái cuối cùng trước mắt. Này cái nhà hồng gì học mà đổ sang cái gọng cho cái nhà xem nha. Hồng xin chào cô chú bác anh chị em nha. Thì hiện tại Hồng đã đến tới nhà rồi. Đây thì số chục buổi sáng của Hồng đây. Sáng nay hơi bị nhiều cả nhà. Sáng nay chục to to, chục bự. Còn số chục trong gọng này là chục đầu hôm. Công nhầm. Thịt con. Kiếp cậu anh ngọc loa thêm vỗ thêm phát nữa nó xuống rồi cái nữa đó trời sáng nay lên đi thăm nó dính cái khúc luôn dính liên tục nhìn thấy mê đi chứ. Cái gì thì cái lồng đó em làm đó lồng siêu lùng siêu ú nu luôn này cái nhà thì cái gặp này thì bà xã không làm nha cục ngắn à nhưng mà nó ú. Người sao làm cái lồng chuột như vậy giống nhau phải không? Con này bị thổi mạnh luôn. Cái này quá đã luôn rồi, quá nhiều rồi.
thổi mạnh xuống, vỗ vỗ đít nó đó. Thổi hoài hết hơi luôn á trời. Làm gì hết, hết tí bơm. Hết hơi. Phải không? Hết hơi thì người ta bơm, có gì đâu mà lo. Đổ đi, anh đè cho. Nè. Ui, kẹp tay cho luôn. Cái con này quá siêu, con này quá siêu to. Đổ con kia. Chụp gắn này, đổ đường được để đó đi. Chưa ra anh bắt. Ừ, được rồi, được rồi, đừng có đeo quá. Thổi đi. Rồi, vô rồi đó. Nó nhẹ nhàng. Rồi, sáng cái gặp kia nó xảy cống dùm em. Gặp cống dùm á. Đập cái dọc sau mà nó dính cọng cỏ, nó không có bật chốt. Gặp đó ngon à, dùng hai con luôn rồi. Mời thổi đi. Trời, tối này quá không? 7 kiểu này là 7 hủy diệt chuột hết này. Đừng nhấc cửa để nó xuống. Rồi ok. Đây cả nhà ơi. Bữa nay quá khủng luôn rồi cả nhà. Bữa nay chặt cứng lòng luôn cả nhà ơi. Bữa nay tầm 7 kg rồi cả nhà. Này quá cứng lòng luôn rồi, bữa nay vô mánh nè. Để cái nhà đầy luôn. Cái này quá sướng à. Đây con nào con nấy uống nu à. Em nhìn mày hôm nè. Thôi Hồng xin kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Hồng xin chúc cả nhà luôn luôn gặp nhiều may mắn nha, và sức khỏe dồi dào cả nhà ơi. Hồng xin kết thúc clip đây, hẹn gặp lại cả nhà trong clip sau nha cả nhà.